Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Ngày hôm nay mình lại có mặt tại kho hàng của shop cnk.vn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu bao cát để cho các bạn có thể biết được là có những loại nào để có thể lựa chọn hàng hóa nhé. Trước tiên thì là ở trong này đây, nó là hàng cao cấp, một trong những dòng cao cấp nhất của bao cát. Cái bộ cao này là 1m3 và bao này là bao đắt nhá, bao 1m3, loại hàng đắt tiền đấy. Tiếp theo là hàng, đây là bao quả lê đấy. Tiếp theo là bao 1m2. 1m2 này là loại trung bình, loại trung bình nhá, nhớ nhá. Đây là loại mình sẽ phân ra 3 phân khúc là loại cao cấp này, loại trung bình và loại rẻ tiền. Đấy thì các bạn nhớ là như thế. Thì đây là loại trung bình, loại trung bình này thì cũng giá có giá tiền triệu. Đấy. Còn cái loại cao cấp này thì là giá nhiều triệu, các bạn cứ hiểu nôm na nó là như thế. Còn báo giá cụ thể như thế nào thì mình sẽ báo giá ở trên website cnk.vn. Bởi vì sao? Mỗi tùy từng thời điểm thì là hàng hóa nó sẽ có giá nó chênh lệch một chút, nên là mình sẽ không báo giá ngay trong video, bởi vì biết đâu giờ này năm sau các bạn xem video các bạn lại bảo ô sao ông báo giá trên video là như thế, cho sao bây giờ giá lại khác, rẻ hơn hoặc đắt hơn. Đấy, như thế thì nó không hợp lý. Chính vì thế nên là các bạn cứ truy cập website cnk.vn thì các bạn có thể biết được là bao nó có giá chính xác là như thế nào, ở độ dài bao bao nhiêu, và hàng cao cấp đấy, hàng trung cấp và hàng rẻ tiền nó như thế nào, đấy sẽ được báo giá trên đấy cụ thể nhé. Đây, hàng cao cấp này, hàng trung cấp đây đấy. Tiếp theo này, đến đây thì mình đi đến đâu mình nói đến đấy nhá. Tiếp theo ở đây thì có những cái mẫu bao mini dành cho trẻ em. Đây, những mẫu bao này thì được gia công cũng thuộc vào cái phân khúc giá rẻ đấy, phân khúc giá rẻ, và đối với trẻ em dùng thì khá là bền rồi. Cái bao này thì 2, 4, 6, 70 phân. Đây, đấy, bao nhỏ nhé. Tiếp theo là bao 80 phân. Đây, 80 phân đây. Đấy, các bạn có thể so sánh bao 70 phân và bao 80 phân với nhau, nó chênh nhau như thế này. Về cả đường kính bao, đây, đường kính bao nó sẽ chênh nhau, và độ dài bao nó cũng chênh nhau như thế này. Đấy, đây các bạn có thể so sánh. Đấy, các bậc phụ huynh nếu có nhu cầu mua những cái bao cát dành riêng cho trẻ em thì cứ liên hệ với shop cnk.vn. Đấy, liên hệ với mình thì các bạn sẽ có những cái bao phù hợp cho con em mình, và giá thì rất là rẻ thôi, không đắt. Đấy, đây, tiếp theo là bao 1m nhé. Đây, bao 1m đây. Đây là bao 1m, trên 80 phân, trên 20 phân đây. Đấy, thì đây là bao 1m. Ở bao 70 và 80 vừa nãy là ở vào dòng phân khúc giá rẻ rồi đấy. Và dòng 1m này cũng là ở phân khúc giá rẻ nhá. Đây, mình cầm đây. Các bạn nhìn thấy nó rất là tốt chắc chắn, nhưng mà nó vẫn nằm trong phân khúc giá rẻ thôi. Bởi vì bao ở xưởng mình sản xuất là luôn luôn là đảm bảo là cái độ chắc chắn cho sản phẩm. Đấy, đây là bao 1m. Tiếp theo này, ra đây là, đây là bao 1m2. Đây là bao 1m2. Xin lỗi, đây là bao 1m1. 1m1 nhá. Đây là bao 1m1 chứ không phải 1m2 đâu. Đấy, nó cao hơn kia 10 phân. Cao hơn cái bao 1m 10 phân. Đây. 1m1 đấy. 1m2. Với 1m đây. Đây. So sánh bao 1m và bao 1m1. Đường kính nó sẽ có phần khác nhau. Mét mốt sẽ to hơn một chút, bạn thấy không? Đây, mét mốt đây 1m. Đấy, và độ cao nó cao hơn một chút. Đấy. Đó. Bởi vì là bao khi may cái độ dài của vỏ nó là như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta nhồi nén chặt ý, thì nó sẽ bị co ngót. Đấy, nhưng mà đây được quy định là bao 1m nhá. Đấy. Ok. Tiếp tục. Ở ngoài này thì đây là bao 1m2 đây. Đây, 1m2.
Đây, 1m2 này là dòng 1m2 của dòng rẻ tiền, dòng bình dân đấy, mà phù hợp với đối tượng khách hàng đông đảo nhất anh em là cái loại này. Đây, 1m2 loại này đấy, phổ thông nhất mà bán tiêu thụ chạy nhất của shop là loại này, 1m2, 1m và 1m1, 1m2, loại hàng giá rẻ. Nói là rẻ nhưng mà so với chất lượng ấy thì nó là rẻ, bởi vì là chất lượng tốt. Đây, bạn có thể xem ở khu bên này. Đây là những cái phần nguyên liệu để gia công nên cái từng lớp ở trong cái vỏ bao, chứ không phải là nguyên cái da rồi bọc lại đâu. Bởi vì trong đây, lớp da này. Đây, lớp da này. Đấy. Đấy, những cái lớp da này và lớp này. Đấy. Có những cái lớp bạc đây. Cái lớp này nữa. Nó lót ở trong chứ không phải là nguyên da nhá các bạn nhá. Có rất nhiều lớp, bao càng cao cấp thì càng nhiều lớp lót. Đấy, bạn có thể quay hết cái chỗ này để cho các bạn khác xem. Đấy, và trong này nữa này, các bạn nhìn này. Có những cái lớp vải bạc như thế này. Co giãn như thế này. Đấy. Tất cả đều để gia công bao cát. Các bạn thấy không? Đấy. Đấy, nó là như thế nhá. Tiếp theo này. Đi theo mình ra đây. Các bạn mua bao cát thì không cần phải lo lắng về cái giá treo nhé. Đây, quay về hướng này cho nó thấy. Đây, đây là giá treo bao cát. Đây, mình sẽ xoay các góc. Lát nữa mình sẽ đưa các bạn qua phòng trưng bày. Đây, đây là giá treo bắn vào tường. Đấy, như thế này. Giá treo bao cát có sẵn nhé, cũng sẽ được báo giá ở trên web nhé. Đấy. Và đây nữa, đây cũng là giá treo này. Đây, cái này các bạn nhìn sẽ khá là thấy đặc biệt, nhưng mà lát nữa mình sẽ cho các bạn xem khi treo lên tường nó như thế nào. Đấy, tạm hoãn dừng lại ở cái phần giới thiệu bao cát thì mình giới thiệu thêm cho các bạn về bên tạ. Tạ đây, tạ đúc có rất nhiều cái trọng lượng. Đấy. Từ 3 cân cho đến 30 cân. Đấy. Bạn Đức cứ quay từ từ cho mọi người xem nhá. Đấy. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nhá, mình sẽ có giá tốt nhất cho các bạn. Vì là shop kinh doanh với phương châm là bán rẻ và lấy số lượng bán ra nhiều. Đấy, bạn nào có nhu cầu làm cộng tác viên thì cứ liên hệ với mình. Tiếp theo trong này là đòn tạ này, nhiều lắm. Đấy, nhiều. Ok, bây giờ thì các bạn đi theo mình ra ngoài này để mình giới thiệu thêm cho các bạn vài mẫu bao rất là hay. Và nước đứng ở ngoài này vào nhá, tính từ từ thôi. Đấy nhá, cái bao này có chiều cao là 1m8 từ dưới lên trên, gọi là bao lật đật, và ở dưới nó là tạ. Đấy, cái đặc điểm của nó là nó không đổ. Đấy. Đấy, không đổ. Và cái chiều dài của cái bao được gắn ở trên này nó là 1m2. Đấy, và các bạn thấy thoải mái không đổ. Đấy, không đổ. Đấy, tức là này. Và cái thể loại này thì nó cực kỳ là hữu ích cho các bạn trong luyện tập. Nó có một cái hay hơn là việc treo bao, vì cái này mình lăn mình dừng đi đâu mình chẳng cũng được, bao thì mình phải treo. Đấy, còn cái này thì mình vần đi đâu mình vần. Và các bạn có thể nhấc ra như thế này, đây, nhấc bao ra như thế này. Đấy, và cái bao này bên trong cũng được gia công khác với một cái bao bao khoan nồi để treo, thì cái bao này được gia công khác nhá. Đấy, còn chắc chắn thì chúng ta siết thì dưới bao. Đấy. Tiếp theo thì đây là trọng lượng nhỏ. Đấy. Trọng lượng nhỏ hơn. Đấy. Trọng lượng nhỏ hơn và dành cho những người nhỏ con hoặc là trẻ em có thể tập được. Với độ cao của nó là 1m7. Mình cao 1m7.
cao bằng này. Thế thì cái lật đật của nó cũng đủ để phục vụ nhu cầu đối với bản thân mình, vì mình cũng dùng được cái bao này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nhìn nhá. Đấy, nó bật lên. Rất là hay, cái này rất là hay. Đấy, mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn, rất là nhiều bạn đấy. Yêu thích nó. Còn đây là bao 1m6. Cắn đi, được rồi đấy. Cái bao 1m6 này rất là to. Các bạn xem được. Đường kính này là đường kính 40 nhé. Rất to và nặng, dành cho những cái phòng tập chuyên nghiệp, cho những vận động viên thi đấu ấy, tập. Đấy, thì mình nói chưa qua về các loại bao nó là như vậy, và lát nữa mình sẽ ở đây bên này. Còn cái bao này là bao lật lật, nhưng mà bên dưới này nó có một điểm hay nữa này, mình có thể bê lên này và di chuyển đấy. Và khi mà các bạn sử dụng ấy, các bạn đổ nước vào trong đây, cái này mình ra để đổ nước vào. Khi đổ nước vào bên dưới có những cái rác mút xuống cái nền nhà thì nó sẽ rất là chắc đấy. Còn như bây giờ mình thấy là nó đổ ở bên dưới nó nhẹ. Khi các bạn đổ nước vào thì nó sẽ nặng ở phần dưới và nó sẽ làm cái bao lật lật cho chúng ta đấy. Mình vừa giới thiệu sơ qua về ở hàng ở dưới kho, và bạn vào đây để zoom lên cho các bạn thấy ở trong kia. Mình còn một số sản phẩm về tạ chân. Đấy, tạ chân để gắn. Ok, đấy. Ok, đấy. Đấy, mình xin dừng lại video ở đây. Và lát nữa mình sẽ quay video ở trong nhà, ở trong cái phòng trưng bày. Và bạn Đức sẽ quay cho các bạn xem qua cái nơi sản xuất bao, may bao và sản xuất bao hoặc là đích lumper ở trong. Zoom phần đích lên, chỉ cần đứng ngoài quay thôi. Đấy, zoom. Đấy, đấy là nơi sản xuất bao kia. Zoom phần đích lên, khóa tay rồi em. Từ từ thôi. Đấy, và quay bên này có phần may. Đấy.